I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Why Delilah? So they come to break down the door. Forgive me, Delilah, I just cannot take anymore. She stood there laughing. I felt the knife in my head, she laughed no more. My Delilah. Why Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I'm just gonna take anymore. She laughed no more. My Delilah. Why Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I'm just gonna take anymore. Forgive me, Delilah, I'm just gonna take anymore. Yeah, Delilah. Ủa, Tom Jones hả? Dạ, bài này là bài nổi tiếng của ông mà. Yeah. Mà bài này ông Tom Jones ông hát rất nhiều version. Wow. Mà cái version này là cái version em thích nhất. À, ngoài trời, thì ngoài trừ cái original thì cả thế giới biết rồi, nhưng mà cái version này ít người biết lắm. Tại hôm đó ông hát một cái show gì cho nữ hoàng Anh nghe đó. Đó thì quý vị là đây là mở màn cho chương trình Góc Phố Nhạc Vàng. Bữa nay là Trúc Sinh cũng như anh Ngọc, anh Sĩ Dự, Nguyễn Phụng mời được một người ca sĩ cũng như người em Nguyên Khang, one and only Nguyên Khang. Quý vị nghe cái giọng là quý vị biết là Nguyên Khang.
Em chào quý khán giả. Nguyên Khang xin kính chào tất cả quý vị theo dõi chương trình Góc Phố Nhạc Vàng của anh Trúc Sinh. Chào anh Trúc Sinh, chào anh em. Lê Ngọc, anh Sĩ Dự và Phụng. Lâu lắm mới gặp lại mấy anh em. Lúc này em cũng bận quá, chuyện gia đình tùm lum hết. Dạ. Mà tới đây ngày hôm nay là em cũng phải để ban nhạc chờ hết 40 phút. Rất là xin lỗi mọi người. Ban nhạc và crew, tại vì cái người giữ con người ta tới không có kịp. Cho nên em bị trễ xíu, xin lỗi mọi người. Không, tới là hên rồi. Nhưng mà vui anh. Bận bận rộn chuyện gia đình tùm lum rồi cuối tuần mình đi show. Lâu lâu mà mình tụ lại mà mình được gặp mấy anh em nhạc sĩ mà toàn là người giỏi không, mình sướng lắm. Cho nên khi mà anh mời các em nhận lời liền nói ok anh. Lâu quá không được gặp mọi người. Ok, bài thứ hai em giới thiệu bài gì? Em muốn hát bài gì trước? Tùy anh à, anh cho em hát bài gì em hát bài đó thôi. Mình nhanh phải không? Cho chậm lại đi. Thôi. Chậm lại xíu. Rong rêu đi. Rong rêu đi. Ok. Rong rêu đi nha. Rong rêu lênh đênh trên biển, ta là chim bay vui theo tháng ngày, ta là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên em cho em hơi thở, từ dạo yêu em con tim tan vỡ. Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng, đêm thương nhớ một mình lẻ loi. À ơi, người yêu ơi, da thịt nát tình nồng say. Tìm đâu em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò. Vòng tay buông lời, tình yêu chơi vơi nhớ người. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả. Tình buồn em ơi, lang thang giữa cuộc đời, bên sông có một người nhìn theo. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ. Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Hẹn hò vòng tay buông lời, tình yêu chơi vơi nhớ người. Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả. Tình buồn em ơi, lang thang giữa cuộc đời, bên sông có một người, một người nhìn theo. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, chỉ mình anh thôi lang thang lối nhỏ. Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Còn lại trong anh rong rêu tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Có
còn lại trong anh dòng rêu tháng ngày dài lê thê suốt một đời. Vì nghe được không? Chỉ vì yêu em nên anh vất vả. Chúc sinh khoái câu đó lắm, cho nên đi đâu cũng hát á. Chỉ bất cứ quán nhậu nào có mặt chúc sinh là rong rêu cả. Ê, quá Nguyên Khang. Thank you anh. Cảm ơn ban nhạc nhiều. Lâu quá mới thấy anh Dự với anh Ngọc, anh Dự với anh Ngọc cứ ngồi ngoài kia nhìn cười cười hoài. Quỷ sứ. Nguyên Khang, em đi hát năm nào? Rồi. Cái bài nào mà em hát đầu tiên? Nhớ không? À, 94 em qua Mỹ thì khoảng 98 em bắt đầu. Lúc đó người đầu tiên gặp là Sĩ Dự ở vũ trường Ritz nè. Thì sau đó thì em cũng được mấy trung tâm mời khoảng 98 là là em bắt đầu có cái album đầu tiên là của trung tâm World Production đó. Nhưng mà kéo dài anh không nhớ em lòng hồi xưa là em có cái nhóm hát chung cái nhóm đó là sao luôn. Sau khi em đi hát ở ngoài rồi xong cái em rảnh lắm, em cứ thích lập nhóm, tại em thích hát bè hồi xưa cái đó. Nhóm đầu tiên là tên là LA Boys, là trong đó có Đăng Huy ở bên Florida bây giờ. Đăng Huy bây giờ cũng bỏ nghề đi qua Florida. Rồi anh Nguyên Khương anh biết. Rồi Quốc Anh là con của cô Trang Thanh Lan với em. Rồi với Trần Thái Hòa nữa, lúc đó Trần Thái Hòa chưa vô Thúy Nga. Em nhớ cái năm nào mà em vô ASA? ASA là 2003. 2003 là coi như là gần 20 năm á. Ồ nhanh quá ha. Đừng nhắc. Già lắm nha nội. Nhắc thấy mình già lắm. Hồi đó anh Lê Ngọc tóc nhiều lắm. 20 năm mà kinh khủng. Giờ phải đeo kiếng rồi không? 20 năm. Em có gì mà em kỷ niệm trong cái nghề ca hát của em nhiều không? Ồ kỷ niệm. Không, cái nào mà mình nhớ hoài đó. Nhớ hoài hả? Tốt hay xấu. Tốt hay xấu không cần biết đúng không? Nhớ hoài không? Nhớ hoài. Nhớ hoài là em tới, em được Hoàng Trọng Thụy. Hồi đó em quen với anh Hoàng Trọng Thụy. Anh Trọng Thụy là người đặt cho em tên Nguyên Khang luôn. Ồ vậy hả? Ừ, thì anh Thụy là người dẫn em tới Asia để giới thiệu với Trúc Hồ. Ok. Cái đó là kỷ niệm mà em nhớ cho đến ngày em chết luôn. Cho đến bây giờ anh em với anh Hồ rất là thân, cũng như gia đình là anh em trong nhà. Mà em vẫn phải kể chuyện này. Lần đầu tiên cứ gặp em cứ đuổi em mà. Cứ nói về đi, khi nào cần anh gọi. Mà em có hát thử không? Không cho hát thử luôn mới tức. Vậy hả? Ừ, anh Thụy cho em tới. Là anh nhớ cái phòng thu Asia hồi xưa ở đường Haster Garden Grove. Đúng rồi. Đó thì là cho em tới để thử giọng. Thì Thụy bắt em đi vô. Lúc đó em đi làm neo thì có bạn khác về. Thì Thủy bắt em phải vô sau cốt là mua bộ đồ thiệt đàng hoàng để tới gặp chị Thi Vân với lại anh Trúc Hồ với lại chú Trầm Tử Thiên. Thì lúc đó mình hí hửng lắm, mình tới mà ổng gặp mình chưa đúng 3 giây nữa ổng nhìn nè. Dài đi hả? Lúc đó ổng đeo cái kiếng như cặp đích trai vậy đó. Ổng ngồi ổng nhìn nè. Nguyên Khang hả? Về đi, khi nào cần anh gọi. Em ra xem khóc luôn. Rồi bao lâu anh gọi? 10 năm sau. Lúc đó mình tan nát ở ngoài rồi anh mới gọi em. Vậy là chắc em anh Hoàng Trung Thị dẫn em đi cà phê Thùy Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Em ra từ cái đó. Đó thì đó. Anh Kiệt anh, với Asia Band đã từng tới Thùy Dương chơi một anh lần. Hồi như là cái thời quán, đó anh cũng mới qua cà luôn. Cà phê đó là tụ tập cho những cho người dân chơi nhạc thích nghe nhạc mà chưa có được có cơ hội. Chưa có cơ hội mà chỗ đó toàn là ấy. Thằng Mai Thanh Sơn làm lôi từ quán nó ra luôn. Vậy hả? Chắc Mai Thanh Sơn sau này anh không biết. Sau này anh chỉ biết là có em lúc đó Mai Thanh Sơn thì anh không biết. Ồ nhiều kinh nghiệm ha. Nhiều, trời ơi, đi hát cái nghề này mà vui lắm. Thì cái nghề này những cái gọi như vui có, hạnh phúc buồn có. Thì bây giờ em cái thời gian bây giờ em nghĩ cái gì mà cái khó khăn nó ảnh hưởng tới nghề nghiệp em không? Nói thiệt với anh nha, về cuộc sống chia sẻ với anh em luôn. Anh Ngọc lâu lắm cũng không gặp. Rồi anh Dự còn Phụng thì em Phụng là em Phụng qua sau này. Em Phụng là một trong những kính thưa quý vị, một trong những tay trống rất là nổi tiếng chuyên về Nam. Về phòng thâu Phụng cũng là đứa em thôi thì cũng không biết kỷ niệm anh em mình ở ngoài này hải ngoại mình sinh hoạt nó có khác một chút.
Thì đối với em bây giờ tới cái tuổi này em thấy an nhiên. Khó khăn khó lắm em cũng đã qua rồi. Đã qua, anh thấy không, cái COVID có cái gì khó bằng COVID. Đúng anh rồi. Em mình vẫn còn ngồi ở đây. Đúng là vui rồi. Rồi. Anh em có giận nhau buồn nhau gì cuối cùng cũng vì âm nhạc đến với nhau. Đúng rồi. Còn cái chuyện vui thì mình đi ra đường mình gặp một người khán giả, người ta chào mình. Người ta Khang, bạn cho vậy mình chụp tấm hình, bắt tay như vậy là an ủi. Những cái niềm vui đó không có mua bằng tiền. Đúng rồi. Anh hiểu không? Cho nên mình sống được, mình được sống cái đời sống nghệ sĩ là em vui rồi. Tới một cái lúc mình cần, một cái lúc mà con cái mình nó lớn, mình có nhắm mắt, miễn sao em chỉ sợ một điều à, đừng cho em chết vì bệnh thôi. Em chỉ muốn nằm ngủ một giấc em đi luôn là khỏe. Ok. Vậy thôi. Rồi em giờ em chẳng ước mơ trở thành triệu phú hay là làm công việc này công việc kia, em chỉ muốn là mình vẫn còn có thể đi hát được, khán giả vẫn thương mình, bầu show vẫn bút mình để mình kiếm tiền mình nuôi con thôi. Okay. Cuộc sống nó đơn giản lắm anh. Okay. Hồi lúc mình mới ra thì có những cái làm cho mình suy nghĩ rồi mình trẻ, mình có những cái háo thắng, những cái bồng bột, những cái láu cá và có những cái mình cũng phải nhịn nhục nữa, anh hiểu không? Nhưng mà sau này em cảm thấy vì tất cả những cái điều đó nó tạo ra em ngày hôm nay, em thấy an nhiên. Giờ thậm chí vợ em nó có lải nhải cả ngày em cũng ngồi. I'm neutral. Yeah, ok. Đó, cái đó là những cái lời gọi là tâm sự rất là chân thành của Nguyên Khang. Với anh em, anh dự là... với anh em chúng tôi cũng như là cho quý khán giả biết là cái nghệ sĩ chúng tôi là như vậy. Dù cho có khó khăn gì nữa, chúng tôi chúc xin đánh đờn là vui. Cũng như anh Dự, anh cũng bận lắm. Anh Ngọc cũng vậy. Dự anh giàu quá mà. Đó, thì anh em gom nhau lại chỗ. Có em với anh là nghèo, với anh Phụng là nghèo. Anh Lê Ngọc, anh ba cái nhà mà. Và bài kế tiếp. Anh muốn em hát bài gì, em hát bài đó à? Hay mình hát thêm bài nữa cũng hòa âm của Trúc Sinh đi. Cõi Mộng không? Cõi Mộng luôn. Cõi Mộng đi ha, cho nó đổi điệu chút xíu. Rumba. Còn mơ ước nhiều với anh
giờ như bóng chiều. Một chào bình minh, một dần sụp tối, nỗi đau lặng nhìn mà thôi. Vẫn thấy bóng dáng em từng đêm trong niềm mơ, khi say cung đàn thẫn thờ. Vẫn tiếng hát thiết tha từ môi em nhẹ buông, trong cơn mộng yêu đương. Có bao giờ em thấy buồn, mắt sâu chìm trong đáy hồn, một người nhìn em dạt dào thầm kín, vẫn chưa lần đến bên em. Nắng đêm rọi trên má hồng, có cây một giây ấm lòng. Hồn còn chờ ai hòa nhịp tình ai, giữa khung trời mộng nhạt phai. Hồn còn chờ ai hòa nhịp tình ai, giữa khung trời mộng nhạt phai. Bài rất lãng mạn ha. Đúng rồi, quá dễ thương. Từ cái giai điệu đến cái lời. Đến cái lời ha, giống như là bụi, nghe rất là bụi. Biết em còn mơ ước nhiều với anh giờ như bóng chiều. Cái câu đó là đấy là anh thấy cái là chắc là em nghĩ nó rất là hay ở cái chỗ mà chỉ có anh Sĩ Dự anh đã từng dính vào cái trường hợp. Là một cái người khá lớn tuổi yêu một cái người khá nhỏ tuổi. Mà không vậy? À, biết em còn mơ ước nhiều mà. Với anh giờ như bóng chiều. Anh nhớ nó hay tính. Quá. Oh my God. Anh Dự không được nói. Ở cái chương trình anh không có quyền nói. Anh chỉ nghe và ngồi cười như anh Ngọc thôi. Nãy giờ anh Dự tức lắm rồi đó. Tức nguyên khang lắm rồi đó. Cuối cùng trong đêm nay đành thôi em nhé không? Ôi, dạ. Rất bài là này. Rock. Bài rất là đành thôi. Xong em cái nhé. Chương trình tới mình hát cái gì nhẹ nhẹ là hai chương trình này mình hơi cào xé xíu. Tại hôm nay mà áo da nè, mới mua cái áo da. Vì cái show này mà em phải mua cái áo da đó. Vì cái đành thôi em nhé. Nhé. Không, vì cái show chúc sinh này em phải mua cái áo da. Ok, thank you em. Anh thôi em nhé, mình chia tay nhau mà sao tim vẫn nhớ nhớ thương thương, khi niềm buồn vui bám vào trí nhớ, nhớ con đường đi nhớ theo lối về. Đành thôi em nhé, mình chia tay nhau. Từ đây anh cố vui với niềm đau. Cầu mong em đi trong tình yêu mới, sống trong hạnh phúc cho trọn cuộc đời. Bình an, đường em đi có
giấc mơ. Đành thôi em nhé, mình chia tay nhau. Tình anh không đủ để giữ được em. Cầu mong em vui trong tình yêu mới. Sống không tình yêu sống để làm gì? Anh thôi em nhé, mình chia tay nhau. Từ đây anh cố vui với niềm đau. Cầu mong em đi con đường sắp tới. Sống trong hạnh phúc cho trọn cuộc đời. Chọn giấc mơ. Đành thôi em nhé. Mình chia tay nhau. Tình anh không đủ để giữ được em. Cầu mong em vui trong tình yêu mới. Sống không tình yêu sống để làm gì? Sống không tình yêu sống để làm gì? Ngọc on the guitar, ban nhạc Trúc Sinh. Style quá hay. Sống không tình yêu, sống để làm gì? Cái đó là câu triết lý của Trúc Hồ, quá hay. Trúc Sinh thích nhất là câu đó đó. Em thích nhất câu như câu đó đó. À? Câu đó đi ai cũng nhắc cái câu đó đó. Sống không tình nguyên yêu. Bài không ai nhớ gì nhớ câu đó. Sống không tình yêu, sống để làm gì? Thì bài này cũng là một bài chia tay. Anh em chúng tôi xin hẹn gặp quý vị vào kỳ tới. Xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và người thân.